Rồi thì chào mọi người nha, hãy tiếp tục kiểu hai bay một tay nha. Mày đi đó. Một tay. Cho con đổ cơ cái nha chú. Rồi. Đúng không? Đúng không? Đâu đó được con á. Thứ hai lên nha. Đẹp đó. Đúng có nét còn một. Đánh hay lắm. Trúng nữa nè tên ông. Ôi, một rau dày quá. Tỷ số là 1-0. Ừ. Đẹp, cái đó đẹp á. Dày quá. Một. Lực chủ khoa. Đủ chạy không? Rào. Chúng không? Đủ. Rào. Yeah. Oh, yeah. Một điểm. Hai. Tỷ số là 2-0 nha. Hai điểm. Mỏng rồi. À, lộn bên hậu phải đứng bên đây chứ. Hậu. Được chủ nha. Dạ. Ô, thiếu một tí đâu. Và. Kéo vô đó. Vậy là cái tiêu đề là giao lưu với các em học sinh. Hay đó. Đâu ra bị gớm. Ý. Đó, cũng hơi mạnh rồi. Không đợi ý. Một điểm ghi vô chứ. Ơi ghi giọng đại. Đúng nha. Một. Đánh hai cục. Ui đá rồi, một điểm. Một là ba nha. 3-1. Nhị đâu? Đó đâu đánh nhị đâu. Đó được chủ nha. Chúng lậu. Một điểm. Rồi. Ra thế rồi. Hai. Căng quá. Bên nọ. Kiều bên vô đây, kiều bên vô đây. Ôi ôi ráp thế rồi. 2 điểm. 2 là 5. 5-1 nha. Kéo vô. Rồi lòn rồi. Không bị xui đâu. Rồi ra bị gom luôn. Bên idol. Một. Qua đây bên. Ủa?
Đây. Bên. Ba, ta chú bự cực rồi. À, điểm rồi nha. Quay YouTube mà. 4. Ta đâu bị khó đâu. Đây muốn cho. 4 điểm. Rồi. 4 là 9 nha. 9 1. Nó còn đúng chú? À có quá. Đây muốn cho bỏ. Từ hết cái này nó không có con chứ. Thôi bị ấy rồi. Từ hết cơ này á. Rồi mà bí nó uống hết cơ đủ 20 điểm á. Cho uống cơ. Không được. Vậy sao uống gì điểm vậy sao được? No. Đúng không? Đó. 1. Con sợ chú nó lại. Đúng hả? Uống một tay đi chú. Tay. Chú chấp này một tay nữa bọn. Đánh cấp mà. Quýnh hai tay là chú quýnh gì chịu gì nấu. Không chạy không? Không. Ấy. Dư rồi. Còn đĩa lắm ơi. Tự. Đây đó. Một. Tiếp tục. Quýnh vô đây. Quýnh vô đây, quýnh vô đây. Quýnh đỏ vô đây về đúng này, về chúng nè. Quýnh gì dở rồi. Khó lắm. Ha, khó rồi ha. Giờ thành để đèn thấy chưa? Một. Hãy từ từ gần đủ điểm rồi xong tắt đi con. Đánh 20 điểm thôi à? 20 điểm cao lắm. Vô học nữa. Để mình chơi nè. Rồi chơi luôn. Hai. Nào đi cho con vô, đi cái mít vô. Đi mít vô. Cậu đổ đối thủ nha. Cầm mít đi, tao không có nút. Ôi, tuyệt cơ rồi, 3 điểm. 13. Cái gì? Hay đó. Chú phải quýnh mấy đứa mà quýnh hay vậy đó. Một nha. Kéo được không? Kéo về luôn. Được. Nôn đó. Ha được. Quýnh phi. Đi bo một bo. Anh nét vậy đó. Ngon rau. Được rồi. Nó miếng có. Thì đáng có đúng không? Đây, trái này hay đó. Quá đẹp. Quá đẹp. Sợ lộn đậu. À bị ấy đâu. Trời ơi, thiếu chạy. Thiếu chạy lên lại ăn lẩu. Một bo. Trời, tưởng lộn chứ. Dằn thêm miếng phê nữa. Tiếp tục. Khó nha. Một điểm. Ủa biết đâu. Một dễ mà. Hay đó. Hay đó, hay đó. Điều họ bị ấy chút. Mỏng chợ. Chú nha.
Vậy ngon hả? Đậu lòn lòn. Nếu không biết không vậy thì ra luôn con. Đẹp đó. Cho cái đó là uống một người tiêu hậu. Lấy cái tay lên, lấy cái tay lên miếng. Lên lên, đó. Ngon. Thiếu một tí rồi. Được quá. Để ra đây chút nè. À, gì lời gì lố rồi hả? À, nãy tao canh chó này đúng rồi nè. Oh, chạy đạn dữ vậy. Chạy đạn quá. Chạy đạn quá. Nè, bị co. Nhào vậy sao quýnh chợ. Mạnh mạnh về. Đây. Mạnh mạnh trúng à. Đó. Rồi bị đá. Đá nữa. Đó rồi. Thôi sao mày em ghi 3 sao mày ghi 1-1 vậy mày. Thịt cơ. Cái này qua ăn luôn đó. À lố rồi. Xui đâu. Bắt xui. Rồi có rồi. Kéo luôn. Chào á. Không. Rồi rồi tiếp tiếp. Đi đi đi. Đúng rồi. Một đếp. 15. Còn 5 nha. Rồi 5. Biết cô Lê không? Lê vô, đỏ mắt chỗ này, chạy ra. Rỡ đảo. Biết chạy không? Chạy mạnh là trúng không? Canh hết rồi. Có rồi. Rồi không, có rồi. Không vậy đâu, chứ nó đánh được đúng rồi, mà xíu chạy á. Lon. À, ra phê nhiều quá. Ăn ngon đó. Má ăn tới lại á. À ba. Ờ vậy. Bị tiêu rổ. Nhỏ chưa? Cứ thằng lo một cái. Này. Lớp hả? Trời, quên cơn hả? Một điểm, 16. 16-3. Tỷ số là 16-3. Không luôn hả? Ê, mít, mít, mít. Bỏ. Đó, kẹp vô. Kẹp vô. Đó, đâu. Vậy đó. Đâu. Xe, 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 nhập tiếp. Ơ, à, hay đó. Cái đó, cù lê hai người xếm trúng. Đâu, con. Đâu, chú nha.
Tỷ số là 16-3, còn 4 vòng. Mười mấy. Ừ, điều đâu. Ơi đưa, cậu đưa bao tay. Cái này mấy? 4. Bây giờ đang đưa tiếp 4. Ừ. Một. Đây còn ba thế này đủ rồi quá. Hai. Đã vô. Đánh nhiều điểm hết chưa? 20 điểm đó. Gần đủ rồi đó. Rồi còn một. Còn một chút cu lê đủ rồi. Đủ tiền đó. Tôi đính, tôi đính thêm điểm nữa còn. Cà phê à, không có phê đủ tiền không? Chứ không?